Alo. Vâng. Thế anh, cái bộ hồ sơ của anh thì tầm khoảng bao giờ thì xong được em? Mùng 1, mùng 2, khả năng mùng 2 là xong hết anh nhá. Sao được em làm cho anh chậm đấy? Chậm nó vào cuối tháng anh, em cũng nhiều việc đấy. Thì các lần đặt cũng làm cho anh là gần như anh nộp tiền vào là 1-2 hôm là đấy được tiền. Này, thì bình thường nó là đảo nợ, bình thường nó đảo nợ nó nhanh mà anh. Đảo với lại đảo nào hồ sơ không thì anh chỉ thông báo trước cho em làm sơ sẵn hết đến ký là trong. Thôi thì em làm thêm cho anh gì nữa. Anh hỏi, nhưng mà có một cái gì vướng mắc trong cái bộ hồ sơ anh có anh không mà lại làm đại vậy? Chả có vướng gì cả. Em chưa làm thì chưa làm thôi chứ còn vướng gì đâu. Nhưng mà bận quá thì anh nghĩ là nhân viên bên em nếu mà bận quá thì có thể giao cho người khác làm được xong rồi. Giao được cho ai anh, ai bận cả, giao cho ai. Chán đấy, làm một bộ sơ đáo hạn mà gần 2 tuần xong. Hay là bên anh đợt trước anh không mua bảo hiểm của em kéo dài của anh ra đấy. Thôi, anh đừng quan điểm vậy. Anh thấy là không, cái việc đáo hạn ngân hàng mọi đợt trước mọi rất là nhanh, bọn em cứ lần nào cũng thì cái của anh, hai lần này anh kéo dài của anh ra là anh không khoái rồi. Cái của anh cứ tùy anh thôi. Anh cảm thấy không thích làm việc với em thì thôi, anh sang chỗ khác. Ừ rồi, ok. Đâu ạ? Đạt à? Anh Thu à? Ừ, anh đây. Vâng. Thì cái bộ hồ sơ của anh thì em đề xuất với lãnh đạo như nào rồi em? Em nhắn tin cho anh rồi đấy. Khi nào chứng khoán anh bảo em thôi. Là như nào em? Anh chứng khoán hay là anh vay lại? Anh thì anh đâu hỏi em vay lại nhưng mà em đề xuất với lãnh đạo của em chưa? Có vay được hay không được thì em phải báo lại cho anh chứ. Thì em nhắn tin cho anh rồi thì anh có thấy đâu? Đấy có gì nữa? Lại không thấy gì. Anh xem chẳng có tin nhắn nào cả. Tối nay là tức là không được vay đúng không? Anh nhìn thế nào em? Anh nếu mà anh cân đối được cái bảo hiểm nhân thọ ấy để nó bù đắp thêm được cái rủi ro mình ấy. Ừ. Thì em làm thôi, còn không thì thôi. Ừ, ok em nhá, được rồi. Em nhắn tin cho anh rồi. Ừ.